Cuộc đọ sức giữa Hoàng Anh Gia Lai và PVF Công an Nhân dân được dự báo sẽ rất hấp dẫn. Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai đã rơi xuống nhóm B, nhưng về cơ bản họ không cần lo lắng nhiều về cuộc đua trụ hạng. Với 14 điểm đã có, đội bóng phố núi có thể an toàn trong 2-3 vòng đấu tiếp theo. Thầy trò huấn luyện viên Piatek không có lý do gì để không thử vận may ở cúp quốc gia, nơi mơ ước giành được một danh hiệu sau nhiều năm trắng tay. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối mặt với thử thách không hề đơn giản từ PVF Công an Nhân dân, đội bóng hạng nhất với lực lượng cầu thủ đáng chú ý từ U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mauro của PVF Công an Nhân dân khẳng định tham vọng thăng hạng và đang cạnh tranh quyết liệt với câu lạc bộ Quảng Nam. Trận đấu sẽ mang đến nhiều bất ngờ và tạo thêm sức hấp dẫn cho cúp quốc gia. Nếu chiến thắng Hoàng Anh Gia Lai, PVF Công an Nhân dân sẽ đối đầu với câu lạc bộ Thanh Hóa, đội đang trải qua thời gian sa sút sau nửa mùa giải chơi ấn tượng. Tuy nhiên, đội bóng PVF Công an Nhân dân cần tập trung cao độ cho trận đấu chiều nay. So với Hoàng Anh Gia Lai, PVF Công an Nhân dân có một số lợi thế. Đội này được xây dựng hoàn toàn bởi các cầu thủ nội binh, theo quy định không sử dụng cầu thủ ngoại binh trong giải hạng nhất. Ngược lại, các đội bóng V-League nói chung và Hoàng Anh Gia Lai nói riêng thường gặp vấn đề khi thiếu các tiền đạo ngoại trên sân. Theo quy định của cúp quốc gia, Hoàng Anh Gia Lai không được phép sử dụng cầu thủ ngoại binh khi đối đầu với đội bóng đến từ giải hạng nhất. Với sự vắng mặt của cặp đôi Paulo và Brandao trong hàng công, cùng với sự thiếu vắng Dayakit ở hàng thủ, sức mạnh của Hoàng Anh Gia Lai đã giảm đi đáng kể. Mặc dù Hoàng Anh Gia Lai vẫn được đánh giá cao hơn PVF Công an Nhân dân, nhưng thầy trò huấn luyện viên Piatek cần cẩn trọng trước những cạm bẫy nếu chơi thiếu tập trung. Đội hình dự kiến: Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Linh, Văn Sơn, Đình Bảo, A Hoàng, Minh Vương, Bảo Toàn, Tuấn Anh, Ngọc Quang, Thanh Bình, Đình Lâm, Quốc Việt, PVF Công an Nhân dân.